Miễn ăn món xương sa bánh lọt à? Bánh lọt. Rồi rồi, miễn làm đi, miễn làm đi. Chỉ trộn vô. Rồi nước đường nè, nước đường có nước cốt. Nước đường à? Nước đường có xíu nước cốt vào. Lấy miếng đá nè. Cho xương sa vô. Lên nước đi, nước đi. Nước đường nè. Nước đường đây, cho nó vô nè. Ăn lạnh cho đá vô. Chưa biết ăn đúng không? Chưa biết ăn đúng không? Người miền Trung chưa biết ăn. Cho nước đường vô. Cho vô con. Chị biết ăn. Còn ngon mà. Cho mấy viên đá vô. Cho miếng đá vô. Anh đá không đâu, lấy đá vô. Cho rồi. Mấy viên đá vô. Miễn cho mấy viên cho mấy cái xương sa cái. Ồ lâu lắm nha càng ở nha. Ôi. Vừa ngọt vừa béo. Hả? Vừa ngọt vừa béo tại vì đi mệt lắm. Nhà chùa làm này hay quá. Nhà chùa làm bánh lọt màu xanh mà có lá dứa. Cái món này thì món ngon. Ngon cơ. Hồi nãy ăn. Đây, bạn thanh niên này không biết ăn nè. Mày cho miếng đá đi mày. Ồ để quay cận cảnh nè. Ồ bánh lọt. Đây là nước đường hả? Đầu tưởng này là nước dừa nhưng mà đây là nước đường. Xương sa đây. Cho mình cho nó mát thôi, cho nó mát thôi. Bỏ cho nó mát được rồi. Miễn cho cái kia vô nữa, xin sa vô nữa. Riêng mà hay là chung chung luôn á, chung luôn. Chung luôn. Nè cho mấy cái muỗng vô. Đây là xin sa. Bỏ miếng đá vô nó mát lạnh luôn. Xin mời cả nhà. Ở chùa làm. Rồi đi mình chụp cái hình nền nữa coi, chụp cái hình nền nữa coi. Để vô miệng là mát lạnh luôn. Rồi ok. Đây có gì? Đây nè. Không, hai vợ chồng em ăn thôi. Không, anh đi ngoài kia con quá. Nhiều lắm chị ơi. Sao mà để miếng đá vậy? Đá hơi to này, đá nhuyễn á. Nè nè, mày đảo cái chén lên cho ba nhìn nè. Cho ba nhìn nè. Đây là bánh lọt. Bánh lọt. Làm từ bột này, bột gì ta? Bột gạo à. Dạ, rất là mượt luôn. Đây là xương sáo. Xương sáo thì màu xanh xanh mà cái lá xanh đó. Đây tự làm đó. Cái này tự làm xong rồi mình chan một miếng nước đường với nước cốt vô có mùi gừng nữa. Ồ ngon. Xong rồi ăn lạnh thì cho miếng. Đang quay chứ chịu không nổi rồi đó. Xin mời anh quay phim. Đây đây năm chén này đi. Đây coi. Đây nhiều lắm chị ăn. Ồ hết nhiều quá. Nè. Nhìn hấp dẫn không? Rồi ăn đi. Hơi là lạnh nắng hay là cũng mát 12 giờ nó mịn đưa cho miệng là nốt luôn. Ôi về làm trên kênh với người đi làm kỳ công lắm à, hả? Dạ mát lạnh luôn rồi thôi quay về nha rồi bye bye này.